Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin nhanh 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ở thị trấn Dũng Liêm, huyện Dũng Liêm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ dân qua, dân hương kỷ niệm 102 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2024. Tham dự lễ có ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Dũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, ông luôn có mặt tại chiến trường Nam Bộ, sống giữa lòng dân, đảm đương nhiều trọng trách. Trong những ngày tháng này, ông cùng đồng bào chiến sĩ và các lực lượng vũ trang nhân dân vượt qua gian khổ, ác liệt, hy sinh, làm nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào chiến công chung của dân tộc. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình trường mầm non Sao Mai tại ấp 3B, xã Phú Lộc. Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng mức đầu tư cho công trình mầm non Sao Mai là 9 tỷ 653 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tài trợ 8 tỷ 500 triệu đồng, phần còn lại kinh phí ngân sách địa phương. Công trình gồm các hạng mục xây mới 4 phòng học, cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 4 phòng học hiện trạng, bổ sung thiết bị giáo dục đạt chuẩn theo quy định, thời gian xây dựng dự kiến trong 270 ngày. Cũng trong sáng nay, ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến thăm và trao tặng quà cho 4 gia đình chính sách tại các ấp 3B, ấp Phú Tân, ấp Long Công thuộc xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Tại mỗi gia đình, ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh, bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những cống hiến hy sinh của các gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe các nội dung, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật công nghiệp công nghệ số. Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản tán thành với nguyên tắc sắp xếp cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp nêu tại dự thảo luật, song đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát bổ sung một số nguyên tắc đảm bảo đúng tinh thần của nghị quyết số 12. Báo cáo thẩm tra dự án luật công nghiệp công nghệ số cho thấy nhiều ý kiến tán thành về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật. Về phát triển doanh nghiệp công nghệ số, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường nhất trí với sự cần thiết phải có những quy định về hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ số. Tại phiên họp tổ mới đây, các đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời gian tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia rượu sang năm 2027 để doanh nghiệp và người tiêu dùng kịp thích ứng. Lý giải thêm về đề xuất này, các đại biểu cho rằng nếu tăng thuế quá nhanh và mạnh, các doanh nghiệp không thể điều chỉnh công suất sản xuất phù hợp, dẫn đến sụt giảm sản lượng đột ngột, đối mặt nguy cơ thua lỗ, không thể thu hồi vốn. Ngoài ra, việc giảm sản lượng quá nhanh tác động tiêu cực đến công ăn việc làm của người lao động, khiến số lượng lao động dôi dư từ các nhà máy rượu bia chưa kịp chuyển đổi nghề nghiệp.
chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2024. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Hội Chữ Thập Đỏ các huyện, thị, thành phố trong địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa. Riêng trong tháng 11 này, các hoạt động nổi bật như trao tặng tiền xây dựng nhà đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện và tri ân tôn vinh, biểu dương các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện, nhân đạo, gặp mặt, thăm hỏi, động viên cán bộ Chữ Thập Đỏ, tôn vinh, khen thưởng cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ xuất sắc. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa dự thảo tờ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở mới đối với các dịch vụ không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trong một số trường hợp. Theo đó, để đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước thanh toán chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở mới, thì việc phê duyệt ngay mức giá dịch vụ khám chữa bệnh tương ứng là cấp bách và cần thiết. Các bệnh viện tự chủ nhóm 1 sẽ xây dựng giá khám chữa bệnh và thực hiện. Các nhóm còn lại phải được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025, trong đó nhiều điểm mới về xét tuyển sớm. Đáng chú ý là việc các đại học không được dành quá 20% chỉ tiêu để xét tuyển sớm. Riêng xét học bạ phải dùng điểm cả năm lớp 12, theo dự thảo của Bộ Giáo dục. Với xét học bạ, Bộ yêu cầu phải bằng tổ hợp gồm ít nhất 3 môn, bắt buộc có toán hoặc ngữ văn với tổng số ít nhất 1/3 tổng điểm. Một ngành chương trình đào tạo có thể sử dụng đồng thời một số tổ hợp môn. Khi đó, số môn chung của các tổ hợp phải có tổng số đánh giá chiếm ít nhất 50% tổng điểm. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh và Thành ủy Hạ Long vừa tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân và cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương tại một số trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm góp phần tuyên truyền luật Cảnh sát Biển Việt Nam, luật thủy sản và một số nội dung khác như Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, các quy định của Việt Nam, của quốc tế trong việc khai thác thủy hải sản trên biển, đảm bảo nguồn sinh kế cho bà con ngư dân, nhưng cũng phải đảm bảo môi trường biển và nguồn lợi thủy sản. Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 với nhiều hoạt động đã thu hút hàng chục ngàn lượt người dân và du khách tham gia trải nghiệm. Với gần 30 hoạt động tại sự kiện đã bám sát mục tiêu kế hoạch tạo ấn tượng cho người dân và du khách. Qua tổng hợp, trong 8 ngày diễn ra festival đã thu hút khoảng 90.000 lượt nhân dân và du khách đến tham quan. Chiều tối nay tại trung tâm hội nghị tỉnh, ban tổ chức sẽ tiến hành bế mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC giai đoạn đến năm 2025. Theo đó, VEC sẽ được giữ nguyên mô hình tổ chức là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và hoạt động theo mô hình nhóm công ty mẹ, công ty con. VEC sẽ tiếp tục kinh doanh các ngành nghề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có nghề kinh doanh chính là đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông khác theo mọi hình thức, đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì và tổ chức thu phí các tuyến đường cao tốc quốc gia, khai thác, kinh doanh, dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc. Theo Tổng cục Thuế, cơ quan này đang xây dựng chức năng tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân gợi ý trên các ứng dụng app eTax Mobile để hỗ trợ cá nhân kê khai thuế điện tử. Ứng dụng này sẽ hỗ trợ người nộp thuế tạo tờ khai thuế dựa vào dữ liệu từ doanh nghiệp, nơi trả thu nhập cho người nộp thuế, thay vì họ phải tự tổng hợp thông tin kê khai như hiện tại. Sau đó, ngành thuế sẽ nâng cấp ứng dụng tự động hỗ trợ việc quyết toán, quan thuế thu nhập cá nhân cho người nộp. Dự kiến việc này sẽ triển khai vào đầu năm 2025. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 50 quy định về các yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật đối với các dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Thông tư 50 quy định những tiêu chuẩn phù hợp với thực tiễn hoạt động của dịch vụ ngân hàng trực tuyến và yêu cầu quản lý nhà nước. Đây cũng là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng. Thông tư sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định các đợt không khí lạnh hoạt động mạnh từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025 gây ra rét đậm rét hại kéo dài. Vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra sương muối băng giá. Rét đậm rét hại kéo dài không những làm thay đổi thời tiết mà còn thay đổi một vài thói quen sinh hoạt của người dân. Các chuyên gia khuyến cáo trước những dự báo xa về mùa đông năm nay, người dân chủ động ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là rét đậm rét hại, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra cho người và vật nuôi cây trồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2025, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về hạ lưu và đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 5 đến 12%. Cảnh báo xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2025. Theo đó, xâm nhập mặn vào sâu tại các cửa sông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào giữa tháng 2 năm 2025. Tại một số thời điểm có khả năng thiếu nước cục bộ do xâm nhập mặn vào sâu. Các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần triển khai các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn, cập nhật các thông tin dự báo hàng ngày, dự báo tháng để đề phòng tình hình khí tượng thủy văn có những diễn biến phức tạp. Thông tin trên cũng đã khép lại tin nhanh 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.